Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra và sửa một cục sạc dự phòng. Như trong tay các bạn có một cái cục sạc dự phòng thì nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là cái mạch sạc. Đây là cái bo sạc của nó. Cái mạch sạc này là có chức năng là dùng để sạc cho mấy cái sạc pin bên trong, đồng thời bảo vệ pin luôn nha. Cái mạch sạc này thường người ta nói là mạch sạc 1S. Những cái mạch sạc 1S này, cái điện áp ngõ ra của nó là chỉ có 3,7 đến 2V DC. Đây mạch sạc 1S nè. Còn đối với những mạch sạc 2S đó, có nghĩa là các bạn ghép hai pin vô. Các bạn lấy hạt pin đó, các bạn ghép nối tiếp vô, nó sẽ tạo ra một cái điện áp gấp đôi cái điện áp này. Có nghĩa là mình giả sử đi, một cái cục pin này có điện áp là khoảng 3,7V thì các bạn nhân 2 lên là các bạn được cái điện áp là khoảng 7,4V. Hoặc nếu mà cái pin này nó full nó là khoảng 4,2V thì nó khi các bạn ghép hai cục á, nó lên là khoảng là 8,4V nha. Rồi đối với những cái mạch mà bo mạch vào 3S á, thì ở đây mình sẽ có 3 cục pin. Các bạn ghép nối tiếp vô thì tạo ra điện áp gấp 3 lần pin. Nói chung là khi mà các bạn ghép nối tiếp với những cái cell pin 18650 này á, thì các bạn cần phải có cái mạch tương ứng nha, để cho cái điện áp của nó khi mà các bạn sạc vô á, là nó sẽ bảo vệ được những cục pin này, là những cái mạch này. Rồi tiếp theo đây để mình hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra một cái bo mạch sạc như thế nào. Đây là một cái bo mạch sạc dự phòng nha. Các bạn nhìn quan sát nè, thấy cổng USB nè, để cổng cắm cáp USB để sạc cho thiết bị khác. Rồi ở đây có một cái ngõ vào cổng như cổng micro USB. Ở phía này là dùng để nối hai chân của cell pin ha. Thì đây trước tiên thì các bạn có một cái mạch sạc hư, hoặc là các bạn mua một và sạc về, các bạn độ chế lại một cái cục sạc dự phòng. Thì trước tiên các bạn lấy cáp cắm vô cái cổng micro USB á, thì các bạn quan sát cho mình. Thứ nhất, cái đèn led, tất cả đèn led này nó phải báo, nó sáng. Hoặc là nếu cho không cái này thì có cái màn hình LCD á, những cái cục sạc dự phòng nào mà có cái màn hình LCD á, thì nó sẽ hiển thị ở đây, nó phải sáng hết nha. Cái phần thứ hai á, là các bạn phải đo được cái điện áp hai chân pin lớn hơn 4,2V DC là các bạn cắm sạc vô nè. Các bạn khoan kết nối với cục pin này đã. Đây là hai cái chân ngõ ra của cái mạch sạc dự phòng. Thì đây mình sẽ dùng đồng hồ VOM mình đo hai điện áp này, chắc chắn là phải ra điện áp là khoảng 4,2V DC nha. Tại sao là cái điện áp nó ra 4,2 hơn 4,2? Tại vì cái cục pin này nó full của mình đó là nó đã từ 3,7V đến 4,2V DC rồi. Thì chắc chắn khi mà cái điện áp này nó ra này phải cao hơn, phải lớn hơn những cái điện áp full của cục pin này, thì nó mới đổ dòng sạc từ cái này nè, đổ qua đây nó phải đầy được pin nha. Chứ nếu mà trường hợp mà cái điện áp này thấp quá thì chắc chắn không bao giờ nó sạc được đầy pin đâu. Thì nguyên nhân là do cái điện áp này chắc chắn phải cao hơn, cái điện áp cao nhất lớn nhất là khoảng 4,2V. Thì đây mình sẽ đo điện áp. Trước tiên là các bạn đo điện áp ra trước ngay chỗ hai chân pin. Ở đây mình dùng, các bạn dùng cái, giữa mình cái đồng hồ, bạn đang đo 20V. Rồi mình đo cái điện áp nó ra nha. Anh em lưu ý nha, đối với cái mạch màu đo nóng như thế này á, thì được hạn chế tránh làm chạm chập chân nha. Chạm chân á, có thể là nó bị chập hư sơ luôn á, nên các bạn lo. Tuy nó dễ nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận. Nhiều bạn không biết có thể làm chạm chân IC nó sẽ hư luôn cái mạch này nha. Ở đây mình đo cái điện áp nó ra trước. Đây, quay đỏ các bạn để ở chân dương, quay đen các bạn để ở chân âm.
Rồi, ở đây điện áp mình đo được là bán 48V ha. Bạn thấy không? Hơn 4,8V. Như vậy chứng tỏ là cái mạch sạc ngõ ra này là ok, tại vì nó sẽ cao hơn, cái điện áp đo được á cao hơn để dùng để sạc cho pin này. Pin này 4,2V thôi. Như vậy là bước 1 các bạn đã thành công. Nếu mà các bạn đo được điện áp đầu ra này á mà cao hơn 4,2V là ok. Rồi cái bước thứ hai á, các bạn đo cái điện áp ngõ ra của hai chân USB. Nào, hai chân USB á, nó báo là khoảng là 5V các bạn, sắp xỉ 5V, nó hơn 5V một xíu. Các bạn nhìn nè, hai cái cổng USB, có thể mạch sạc dự phòng của các bạn á, có một cổng USB hoặc là hai cổng USB. Ở đây như cục sạc này nè, có một cổng USB thôi. Còn đây mình có hai cổng USB, hai cái cổng này á, thì các bạn nhìn cái chân. Chân bên trái nó úp về á, chân bên thông thường là chân bên trái của mình á là chân âm, bên đây chân dương nha. Mấy cái dương âm này nói chung với nhau và dương nói chung với nhau. Cái đường âm này á, nó không có nói chung với đường âm này nha các bạn, nó không có chung cung mát ha. Nó là hai phần tách biệt nhau nha. Hoặc là nếu mà các bạn quan sát, các bạn để ngửa đây nè, các bạn để nằm đây á, các bạn nhìn thấy chân đồng không? Chân đồng bên đây á, thì cái chân bên tay phải của mình á là chân dương nha, chân bên trái của mình là chân âm. À, chân ngoài cùng á, hai chân bè á, các bạn nhìn thấy dưới đây là thấy chân đồng ở dưới. Rồi đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp nha. Các bạn phải đo điện áp ngõ ra phải có. Điện áp hai chân USB nè, xấp xỉ có 5V hoặc hơn 5V một xíu nha. Mình sẽ cặp vô, mình đo quay đen đây nè, quay đen trên bìa, quay đỏ chân bên phải nha. Các bạn lưu ý cho mình đó, trong quá trình đo nóng nè, các bạn hạn chế làm chạm chân nha. Chạm chân nó sẽ dễ làm hư xe. Các bạn có thể sờ tùy ý cũng được, không sao hết á. Đây chân dương và chân âm mình kẹp đây, đo trực tiếp đây cũng được. Các bạn thấy không, cái điện áp của mình đã đo được là khoảng là hơn 5V. Như vậy là điện áp mình đã ok. Năm 18V nha các bạn. Sơ bộ các bạn kiểm tra được cái mạch sạc này là ổn rồi. Thì bên đó có điện áp sạc cho pin là lớn hơn 4,2V. Đồng thời cái điện áp ngõ ra dùng để sạc cho các thiết bị khác là khoảng 5V là chuẩn rồi nha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ nói về cái cell pin. Cái sạc dự phòng á, nó cũng có hai loại cell pin. Thứ nhất là mấy cell pin lipolymer là những cái cell pin mỏng như thế này. Bạn có thể nhìn nè, nó chỉ có lipolymer nè, hoặc là cell pin lithium, hai loại này nha. Thì đi trong điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng đều có những cái hai cell pin này. Nhưng mà đối với cái cục sạc dự phòng này á, thì cái cell pin lithium của mình á là những cái cell pin 18650, những loại này. Còn mấy cell pin mà lipolymer thì nó cũng dùng như giống như cái cell pin mà cục pin điện thoại di động. Những cái loại mà cục sạc dự phòng nó dùng cell pin lipolymer này á thì nó rất mỏng nha. Nó cái này là các bạn nhìn thấy không? Tức cái khá dày và rất cồng kềnh. Tuy nhiên đối với những cái cục sạc dự phòng mà các bạn sử dụng cái cell pin này á thì cái diện tích của nó khá mỏng. Nó sẽ tích hợp được nhiều một cái cell pin lớn hoặc là những cái cell pin nhỏ nhỏ, nhưng mà nó ghép lại á, rất là mỏng hơn so với những cái cục sạc phòng mà nó dùng cell pin 18650.
Thì khi mà các bạn gặp trường hợp mà sạc đã đầy pin nhưng mà xài nhanh hết pin, hoặc là những cái trường hợp mà bị chai pin á, thì cái tất nhiên á là các bạn phải kiểm tra những cái xe pin li-ion này, những cái cục pin như thế này, bằng cách các bạn đo nội trở của pin. Thì các bạn có thể dùng một cái máy đo nội trở nó bán ngoài thị trường á, hoặc là trong video trước á mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đo nội trở của pin rồi, xem cái xe pin này á, nó còn tích điện được tốt hay không, cái khả năng mà lưu trữ điện á. Thì đa phần á, những cục sạc dự phòng là anh hư nhiều nhất là những, nếu mà cái bo mạch các bạn kiểm tra ok hết rồi, điện áp nè, đầu vào đầu ra đó ổn, nhưng mà các bạn đo cái xe pin này á nó bị hư ha, bị lỗi, thì chắc chắn là cái cục sạc dự phòng của mình á là nó sạc, thứ nhất á là bạn xài rất nhanh hết pin, cái thứ hai là sạc chút xíu là nó đầy pin, là những cái xe pin này bị lỗi, thì các bạn phải tháo cục pin ra, tháo ra như thế này, rồi các bạn đo nội trở, các bạn lấy điện trở công suất á, rồi các bạn đo cái nó ra bao nhiêu nha, coi cái xe pin này của mình còn tốt hay không. Thì đây là cách kiểm tra cái xe pin của mình. Cái xe pin của cục sạc dự phòng này rất hay hư nha, nhất là đối với những cái cục sạc lô á, hoặc là các bạn mua trên mạng mà các bạn không có phải mua chân chủ uy tín á, thì cái khả năng mà cầm giữ pin, hoặc là thứ nhất là nó đưa cho các bạn những cái xe pin chất lượng xấu, nó không được tốt, hoặc là những xe pin cũ. Cái thứ hai á là cái mối hoàn á nó không được chắc chắn nha. Ví dụ như ở đây mình có hai cục xe pin 18650 đi, nhưng mà hở mạch á nó hàn không được kỹ, thì nó chỉ còn có một cục pin thôi, nó kết nối vào một cái mạch này, thì chắc chắn cái dung lượng của nó, thay vì cái này là 4000 mAh, tùy một cục xe pin này á nó sẽ có tầm khoảng 2000 mAh, thì nó sẽ còn, khi mà các bạn sạc vô xài rất nhanh, sạc đầy cho thiết bị khác nhưng mà chút xíu là nó hết pin, là các bạn kiểm tra coi cái mối hàn này nó có chắc chắn hay không, coi nó bị hở mạch hay không. Trường hợp nó hở là nó chỉ còn một cục pin thôi chứ không còn hai, chứ không phải là hai cục ha. Thì nói chung là càng nhiều xe pin ghép song song với nhau á là nó, các bạn sạc sử dụng càng lâu ha. Còn đối với những trường hợp mà xe pin càng ít á thì cái thời gian sử dụng nó kém lại, ít hơn. Rồi ngoài ra một vấn đề nữa là các bạn có thể đo thêm nè cái dòng điện các bạn, dòng điện, dòng nạp và dòng xả nha. Cái dòng nạp điện cho mấy cái xe pin này và dòng xả là đưa ra sạc cho cái thiết bị khác. Thì dòng nạp của mình á, mình kiểm tra như thế nào? Thì đây mình sẽ dùng bộ cấp nguồn cho điện thoại á. Đây đối với bo mạch này á, các bạn quan sát nha, hàng cho đúng chân, chân nào chân dương, chân nào chân âm. Có nhiều mạch á, nó không có phần bảo vệ, các bạn hàng vô là hàng sai cực á, hoặc là các bạn cắm vô là chạm á, là nó hư luôn nha. Nên các bạn lưu ý làm tuy dễ nó không bị giật, nhưng mà các bạn phải hàng đúng chân cho mình là ok. Rồi khi mà các bạn hàng á, các bạn có thể dùng cái bộ nguồn này, các bạn chỉnh vô cái điện áp là khoảng 5V DC. Đây, như đây mình để chỉnh cái điện áp khoảng 5V ha. Các bạn thay thế cho cục sạc thôi. Rồi tiếp đây mình dùng một cái kẹp. Rồi các bạn lấy một cái đầu micro USB, các bạn kẹp sạc bình thường thôi, các bạn đo được cái dòng sạc của nó. Rồi mình cắm cái cổng này vô, ừ.
Có nhìn thấy không, cái dòng sạc của mình đó là nó đang sạc. Đồng thời các bạn nhìn thấy da cái dòng không, nó sẽ nhích lên khi mà như vậy á, là nó, các bạn nhìn thấy dòng lúc đầu là nó cao ha, nhưng về sau á, trong quá trình sạc á thì pin này nó sẽ đầy, thì dòng nó càng giảm dần. Thì khi mà đầy á full nó thì nó sẽ ngắt sạc ha, đồng thời cái đèn led này nó sẽ báo ngưng. Thì đây là cái cách mà để các bạn kiểm tra cái dòng nạc này á nó có vô hay không nha, là xác định được cái bo mạch này á nó có tốt hay không. Thì đây dùng bộ cấp nguồn cho điện thoại á, mình đo được cái dòng này nó càng ngày lúc á, lúc nó sẽ giảm dần về không, là cái pin này nó sạc vô nha. Là các bạn có thể đoán được là cái cell pin này tốt hoặc là cái mạch sạc này tốt, thì nhờ cái dòng nó báo trên đây. Còn tiếp theo đây á, để đo cái dòng xả pin này như thế nào, đây mình tắt nguồn đi, mình tiến hành, mình có thể mình đo cái dòng xả pin nha. Dòng xả là các bạn lấy cái cáp USB á, các bạn cắm vào đây, rồi các bạn đo cái cường độ dòng điện qua tải. Khi đó là các bạn phải cắm vô một cái điện thoại khác nha. Trường hợp mà các bạn không có cái cáp USB dư á, thì các bạn có thể dùng hai cái sợi dây đồng này các bạn nối. Trước tiên á, các bạn làm á, các bạn lưu ý cho mình, các bạn nên xả cái dây nguồn ra trước, tách biệt cái nguồn này trước, rồi các bạn hàng xong rồi các bạn nối lại nguồn vô nha. Các bạn mình sẽ tháo cái đầu dây âm ra. Cách ly nguồn ra trước đi. Đây. Rồi đây, hai cái cổng USB này á, một á là có bạn ở nhà mà có cái cáp USB á thì bạn cắm vô đây nè. Rồi cắt cái dây mà cái đầu này hư á thì bạn có thể độ chế lại. Hoặc trường hợp mà những bạn nào mà không có cái cáp USB này hư á thì các bạn có thể làm trực tiếp luôn. Nè. Các bạn dùng cho mình hai sợi dây đồng, một cái đầu nối nhanh dây âm á, thì các bạn nối vào âm chân, âm chân đỏ, các bạn nối vào chân dương nha. Các bạn nối chủ yếu là không để chạm chập mạch nha, trên cái cổng USB này. Hồi mình tiến hành mình hàn, các bạn lấy dây đồng nhỏ càng tốt ha. Nói chung miễn sao là các bạn hàng không được cho chập mạch, các bạn hàng trực tiếp trên chân, chân trên bo luôn. Rồi, như vậy sau khi hàng xong á mình được như thế này. Cái này mục đích là mình để dòng đo cái dòng xả nha, dòng xả từ pin á nó ra cái thiết bị khác. Nãy các bạn hàng dương nó mới dương, âm nó mới âm. Cáp USB, trong trường hợp mà các bạn không có cáp USB hư mà nó bị thì các bạn dùng nối trực tiếp vậy cho mình cũng được. Rồi sau đó các bạn hàng vô mới cấp nguồn vô nha. Lưu ý đừng có để chạm chập chân nha các bạn, chập mạch đó nó làm hư bo mạch luôn. Rồi, như vậy á, các bạn đã hàng xong rồi nha. Mình tiến hành mình sẽ kiểm tra coi cái dòng xả như thế nào. Mình dùng một cái đồng hồ ha. Các bạn chuyển cái thang đo cho mình là ampe kế. Mình đo cái dòng xả còn khoảng bao nhiêu. Thì nhiều trường hợp á, cái cục sạc dự phòng của bạn á nó bị hư, bị lỗi do mấy cái cell pin này nè. Cái dòng sạc nhiều khi sạc hoài mà không đầy thiết bị, hoặc là nó không sạc không vô pin á, thì các bạn có thể kiểm tra cái bằng phương pháp là đo dòng xả, coi cái nguyên nhân á nó nằm ở đâu ha. Phần lớn á là do mấy cái cell pin này nè,
nó gây ra cái hiện tượng mà cái dòng xả của mình á nó yếu hoặc không có. Thì đây đối với cục sạc dự phòng này á, mình sẽ sạc cho cái điện thoại này. À, các bạn thấy bị níu không? Chân dương của Edo, các bạn nấu chân dương ha. Cục sạc dự phòng đây. Còn đây mình sẽ dùng một cái sợi cáp đi. Cái đầu cáp micro USB để sạc cho cái thiết bị điện thoại này. Thì đầu cáp này á, mình cũng có hai dây âm dương. Thì dây âm của mình á, mình sẽ nối chung với cái nguồn này. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành mình đo được cái dòng nha. Các bạn cắm vô điện thoại, nó sạc, bắt đầu sạc pin. Rồi các bạn lấy que đo này nè, các bạn chích vô đây, chích rồi vô dương của phần còn lại. Các bạn thấy không? Cái dòng của mình á là nó lên được là khoảng là 560 mA. Đây là cái dòng xả nha, cái dòng mà từ cục pin này á, nó sẽ nạp cho cái điện thoại này. À, đây sạc pin này. Đây mình tắt ra. Đó bạn chích vô đây. Như vậy á, là các bạn đo được cái dòng xả của cục pin này. Đối với những cục sạc mà sạc cho thiết bị bình thường á, là cái dòng này á, từ 500 mA trở lên á, là ok nha các bạn. Trường hợp mà cái dòng xả mà nó ít á, là những cái trường hợp mà sạc pin đã gần đầy rồi, còn pin á, mà nó chưa đầy mà nó còn thấp như vậy mà cái dòng xả nó yếu á, là chắc chắn là cái cục sạc dự phòng của mình có vấn đề. Là các bạn phải kiểm tra coi cái đo nội trở cái xe pin này coi như thế nào ha. Tại vì cái mạch sạc này nó ít khi hư lắm. Đa phần nó hư nhiều nhất là những cái xe pin như thế này, là do những cục pin này nó hư, nó bị lỗi hoặc là nó không cầm á, nó sẽ gây ra hiện tượng mà cái dòng sạc của mình đó nó yếu hoặc không có. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và sửa chữa một cục sạc dự phòng như thế nào, đồng thời hướng dẫn các bạn cái cách đo đạt như một số cái cấp điện áp cơ bản của nó, là đối với điện áp hai chân pin nè phải lớn hơn 42V, hoặc là cái điện áp đo ngõ ra của cái cổng USB á, khoảng 5V DC. Còn cái phần mà kiểm tra cái cell pin lithium hoặc cell pin lipolymer á, thì các bạn cần kiểm tra đo nội trở cho mình coi cái pin này á, cái khả năng tích điện nó còn hay không ha. Xuống dưới quá thì các bạn nên thay cho mình. Đồng thời các bạn xem lại cái mối hàn, coi mấy mối hàn có khỏi chân hay không. Tại vì cái cục sạc dự phòng của mình á là có rất nhiều mấy xe pin nó ghép lại với nhau, nó ghép song song với nhau. Thì trường hợp mà nó hở một mối hàn á là nó sẽ làm cho cái dung lượng xe pin của mình nó giảm xuống nha. Nên các bạn kiểm tra hết toàn bộ lại cho mình. Ngoài ra các bạn đo thêm cái dòng nạp, dòng xả, xem coi cái này á, nó sạc cái thiết bị á có đảm bảo hay không. Thì cái dòng sạc bình thường á là khoảng là hơn 500 mA trở lên nha các bạn, đối với những cục sạc mà đang sạc á. Còn đối với những khi mà nó đầy, nó full, nó sẽ gắt cái sạc ha. Các bạn chú ý cho mình dòng nạp, dòng xả luôn. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.